Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về hai cái hội chứng, đó là hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa và cái hội chứng suy tế bào gan trong trường hợp bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn mất bù. Thấy các bạn, đối với một bệnh nhân có bị xơ gan ở giai đoạn mất bù thì nó biểu hiện bởi hai cái hội chứng, đó là chúng ta sẽ khám thấy có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa và hội chứng suy tế bào gan. Thì tôi xin trình bày lần lượt. Thứ nhất là đó là hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì nó gây ra, thứ nhất là gây giãn tĩnh mạch thực quản, thứ hai là gây ra trĩ, thứ ba là lách to, thứ tư là giãn tiểu cầu, thứ năm là bụng bán và thứ sáu là tuần hoàn bằng hệ ha. Thì khi mà cái áp lực tĩnh mạch cửa nó tăng lên, nó dội ngược trở lên tĩnh mạch thực quản thì nó gây giãn tĩnh mạch thực quản, nó dội ngược xuống dưới tĩnh mạch trực tràng dưới thì gây ra trĩ, nó dội ngược qua tĩnh mạch lách thì gây làm cho lách to, và lách to thì nó sẽ là tăng bắt giữ tiểu cầu, cái nó gây ra giảm tiểu cầu. Và đối với cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó chỉ gây ra thoát dịch ở bụng thôi, cho nên người ta đưa lên đây là cái mục bụng bán. Còn nếu mà cái giảm albumin ở dưới cái suy tế bào gan các bạn, nếu mà giảm albumin thì nó sẽ phù toàn thân, đây sẽ khác nha. Thì đối với cái phù toàn thân nó cũng góp phần làm cho bụng bán nữa, nhưng mà nó không có chuyên biệt. Còn đối với tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó sẽ chuyên biệt hơn, nó chỉ thoát dịch ra ở bụng thôi, cho nên người ta đưa cái mục bụng bán lên trên cái hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa ha. Cái biểu hiện tiếp theo đó là cái tuần hoàn bằng hệ các bạn. Thì đối với cái tuần hoàn bằng hệ thì sao các bạn, thì nó tăng áp lực, nó không có đường để mà nó đi, thì nó sẽ đi bằng những cái đường tắc, đó là những cái mao mạch, thì làm cho những cái mao mạch này nó tăng sinh lên, nó nổi rõ lên tới thành bụng, trên ngực, trên bụng thì được gọi là tuần hoàn bằng hệ các bạn. Và tôi xin trình bày về cái hội chứng suy tế bào gan. Thì đối với cái hội chứng suy tế bào gan này, chúng ta ghi nhớ là nó có hai giảm và hai tăng và một chán ăn. Thì này, cái giảm thứ nhất đó là nó làm giảm sản xuất protein, mà giảm sản xuất protein nó biểu hiện bằng những cái sau đây. Nếu mà nó giảm albumin thì nó gây phù, nếu mà nó giảm globin thì nó gây rối loạn miễn dịch, nếu mà nó giảm fibrinogen thì nó gây rối loạn đông máu ha. Và cái giảm thứ hai đó là nó giảm chức năng bài tiết qua đường mật thì nó sẽ gây ngứa. Cái và hai đó là hai giảm, còn hai tăng thì sao? Thì cái tăng thứ nhất là nó tăng estrogen, nó làm cho vú to, nó gây ra dấu sao mạch và nó dẫn đến lòng bàn tay son. Cái tăng thứ hai đó là tăng NH3 thì nó gây độc tế bào và nó dẫn đến hôn mê gan. Và một cái nữa của suy tế bào gan đó là chán ăn. Thấy các bạn, thì người ta nói là do tăng cái áp lực tĩnh mạch cửa nên dịch thoát ra ổ bụng. Còn là giảm albumin thì nó phù toàn thân, tức là nó tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó chỉ bán bụng, thì nó chỉ bán ở bụng thôi. Còn giảm albumin thì nó sẽ phù toàn thân, tức là vừa phù chi mà vừa bán bụng luôn các bạn ha. Nhưng nguyên nhân chính của bán bụng là do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nên người ta cho cái bán bụng lên trên cái mục là tăng áp lực tĩnh mạch cửa ha các bạn. Còn tôi nói về cái tăng estrogen thì cái estrogen này nó là một cái nội tiết tố nữ, nó gây ra vú to ha, đây gọi là nữ hóa. Vì vậy mà những người nam mà nó tăng estrogen này thì nó sẽ làm cho vú to và người ta gọi là nữ hóa ha. Còn cái chán ăn này là gì? Cái chán ăn này là do gan không nhận được nguyên liệu ha, do gan không nhận nguyên liệu cho nên nó gây ra chán ăn. Cái fibrinogen này là gì các bạn? Thì người ta nói là cái fibrinogen này nó là một loại protein được tổng hợp từ gan, bản chất là một cái lipoprotein. Đây là chất có mặt trong huyết tương, nó có vai trò là một yếu tố đông máu rất cần thiết cho sự hình thành cục máu đông. Nếu mà cái fibrinogen này trong máu nó tăng, có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong lòng mạch, từ đó tăng nguy cơ về các bệnh lý tim mạch. Còn nếu mà nó giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành cục máu đông, hay nói cách khác là nó ảnh hưởng đến quá trình đông cầm máu của cơ thể. Thì chúng ta thấy cái hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa này, nếu mà giãn tĩnh mạch thực quản thì chúng ta sẽ thắt hay là chích xơ hoặc là dùng thuốc làm giảm áp lực như là chẹn beta. Nếu mà nhịp tim chậm thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng nitrat các bạn. Nội soi mà thắt cái cao su, thắt cái tĩnh mạch thực quản này, nó là điều trị hay là dự phòng các bạn? Thì nó là điều trị các bạn chứ không phải là dự phòng. Thì nhưng mà cái điều trị xơ gan tốt nhất là cái gì các bạn? Điều trị xơ gan tốt nhất là ghép gan là tốt nhất hen. Nếu có điều kiện thì ghép gan là tốt nhất. Nếu mà chúng ta sử dụng cái chẹn beta thì thường là cái ranolol nè, nitrat thì chúng ta sử dụng imidu nè, thì nó sẽ giúp là giãn tĩnh mạch ngoại vi và nó để làm giảm áp lực cho tĩnh mạch thực quản ha. Về cái bụng bán thì sao các bạn? Bụng bán thì chúng ta sẽ bù đạm, chúng ta sử dụng thuốc bền thành mạch nè, để giảm thể tích thì chúng ta sẽ dùng thuốc loại tiểu ha. Nếu mà kali thấp thì chúng ta sẽ sử dụng tiết kiệm kali. Nếu mà có cường aldosterone thì chúng ta sử dụng kháng aldosterone. Chúng ta sử dụng đạm albumin nè, đạm cho gan, đạm cho thận nè. Còn đối với cái giảm tiểu cầu,
giảm tiểu cầu thì sẽ gây ra rối loạn đông máu, thì chúng ta sẽ dùng huyết tương tươi đông lạnh ha các bạn. Còn cái đạm thì gồm có cái như là albumin 25% nè, moriamin nè, hay là amibimin ha. Còn nói với cái tăng NH3 này nè các bạn, gây độc tế bào này nè, thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc táo bón nha. À, để mà chúng ta sẽ làm giảm cái sử dụng táo bón để làm giảm cái NH3 ha. Tôi xin nhắc lại là đối với cái hội chứng suy tế bào gan thì chúng ta sẽ nhớ ghi nhớ là có hai giảm và hai tăng và một chán ăn ha. Hai giảm, hai tăng và một chán ăn. Giảm thứ nhất là giảm sản xuất protein, giảm thứ hai là giảm chức năng bài tiết qua đường mạch, thì đó là hai giảm. Còn hai tăng thì gồm tăng thứ nhất là tăng estrogen, tăng thứ hai là tăng NH3, và cái đi kèm đó là chán ăn ha các bạn. Vì chán ăn này là do gan không nhận nguyên liệu các bạn, nó gây ra chán ăn. Còn đối với cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa này thì chúng ta những nhớ những cơ quan đặc biệt nè. Một là tĩnh mạch thực quản, hai là gây trĩ, ba là lách to, bốn là giảm tiểu cầu, năm là bụng bán, sáu là tuần hoàn hệ. Tất cả những cái này nó nằm chung quanh ở trên ổ bụng hết ha. Giảm tĩnh mạch thực quản cũng trên ổ bụng, trĩ thì cũng trong ổ bụng ha. Mặc dù nó ở dưới nhưng mà nó cũng từ tĩnh mạch trực tràng cũng là trong ổ bụng. Lách to cũng là trong ổ bụng. Giảm tiểu cầu chúng ta sẽ liệt vào trong bụng luôn đi ha, cho dễ nhớ. Bụng bán cũng là bụng và tuần hoàn bằng hệ cũng là bụng các bạn. Tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.